Cho tiền người lạ. Trời sắp mưa to rồi. Thôi, đóng cửa quán nghỉ sớm thôi. Mây đen kéo đến nhanh quá. Trời sắp mưa to rồi. Cô đã về đấy à? Lát nữa nhớ đóng tiền thuê nhà cho tôi đấy nhé. Tháng này cô chậm 10 ngày rồi. Dạ. Anh có thể cho em thất thêm một thời gian nữa được không ạ? À? Dạo này em bán rau ế ẩm quá. Còn em ở quê lại đang ốm nên chưa gom đủ tiền ạ. À? Lại khất à? Thôi, cô cố gắng trả sớm cho tôi đi. Dạ, vâng, em sẽ cố gắng ạ. À. Ơi, may quá, quán sửa xe đây rồi. Bác sửa xe ơi. Ai đấy? Dạ, cháu không may bị hỏng xe dọc đường. Bác làm ơn giúp cháu với. Bác đóng cửa hàng đồ cháu à? Cháu chịu khó đi quán khác nha. Thưa bác, bác sửa giúp cháu ạ. À. Cháu đi bộ mãi mới thấy quán sửa xe đạp của bác đó. Cháu thấy đấy, mưa to gió lớn thế này, mất điện. Chỉ có chiếc đèn dầu le lét, bác nghĩ rồi nhé. Bác ơi, nhà cháu xa lắm. Cháu về tới nhà thì trời khuya mất. Bác giúp cháu với. Cái cô bé này, bác đã bảo mưa gió mất điện không sửa được mà. Cháu đi đi, để bác còn đóng cửa. Mưa hắt hết vào nhà bác rồi nè. Thôi được rồi, để xem nào. Vì thương cháu đấy nhé. Chả quán nào sửa xe lúc này đâu. Vá xe 50.000, cháu có sửa không nào? 50.000 ạ? Bác ơi, cháu chỉ còn 10.000. Bác sửa giúp cháu với. Gì đây? Không có tiền thì ai mà sửa cho cháu được chứ? Bác ơi, trời mưa to, lại tối nữa. Còn 40.000 bác cho cháu nợ. Ngày mai cháu xin đánh trả bác mà. Khổ quá. Ta biết cháu là ai mà nợ với nần. Thôi cháu đi đi, ta không sửa được cho cháu đâu. Cháu nó còn nhỏ, trời thì tối, mưa lạnh. Anh giúp cháu một chút coi như làm phúc. Cô không nên xen vào chuyện của người khác. Tốt hơn hết là cứ lo việc của cô đi đã. Em nói bác đừng giận em. Em thấy bình thường vá xe đạp cũng chỉ 10.000. Bác không nên thấy cháu bé gặp khó khăn mà lấy đắt. Cô thì biết gì về sửa xe mà nói. Bình thường thì thế, nhưng mưa gió thế này, 100.000 tôi còn không muốn sửa nữa là 50.000. Cháu ơi, đợi cô một chút. Cô còn đủ tiền đây, cháu cầm lấy mà đưa cho bác sửa xe. Cháu. Nhưng cháu không quen cô. Cháu biết gặp cô ở đâu mà trả? Nhà cô ở ngay cạnh đây thôi. Lúc nào cháu có thì trả cho cô cũng được. Cháu cảm ơn cô ạ. À, cháu nhất định sẽ quay lại trả cô. Bác ơi, cháu đủ tiền rồi. Bác sửa xe giúp cháu với ạ. Được rồi, cháu vào đây. Xong rồi đấy. Thôi, cháu về nhanh đi, kẻo muộn rồi. Dạ, cháu cảm ơn cô, cảm ơn bác ạ. À, cô đúng thật là đã không có tiền lại còn. Đừng mơ nó quay lại trả cho cô. Con bé trông hiền lành, ngoan ngoãn, chắc không nói dối đâu anh. Hơn nữa, nếu nó không trả thì thôi, chứ ai lại để nó dắt xe đi bộ trong trời mưa bão thế này. Tội lắm. Vẻ đẹp tiềm ẩn. Đường sao? Xin lỗi anh, tại tôi không để ý. Lưng đã còng, mắt lại còn toét nữa. Đúng là đã xấu còn vô duyên. Lưng còng ư?
đã xấu lại còn vô duyên ư? Trông mình xấu xí thế sao? Đúng là chẳng giống ai cả. Sao lưng mình lại cong thế này? Trông chẳng khác nào bà còng cả. Thế mà trước giờ mình chưa từng nhận ra. Chị Tam Càng, sao lại ngồi khóc đây thế này? Cá Vàng ơi, trông tôi xấu xí lắm phải không? Sao chị lại nói thế? Tôi thấy chị cũng xinh đẹp mà. Cậu đừng có an ủi tôi, tôi biết tôi xấu mà. Đừng nói vậy, chị có đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu. Cả đại dương này có ai được như thế đâu. Thật thế sao? Đương nhiên, tôi có bao giờ nói dối chị đâu. Nhưng tôi lại có chiếc lưng cong như bà còng. Lưng cong thì đã làm sao chứ? Trước giờ chị vẫn sống vui vẻ cùng nó có sao đâu. Trước giờ tôi không có để ý. Hôm nay gặp anh cua, anh ấy chê tôi xấu xí, lưng cong không giống ai. Ôi dào, tưởng chuyện gì, ai nói mặc kệ người ta. Mình cứ thấy mình đẹp là được rồi. Nhưng tôi cũng thấy mình xấu thật. Có ai cong mà vẫn đẹp đâu. Tôi không muốn sống nữa. Phải rồi, chị đi với tôi. Đi đâu cô? Cứ đi rồi biết. Ôi, trời đang mưa mà. Cậu kéo tôi lên đây làm gì? Chỉ là mua bóng bay thôi. Một lát là tạnh ngay ấy mà. Tôi muốn cho chị xem cái này. Xem gì cơ? Ôi, cầu vồng đẹp quá. Chị không thấy cầu vồng đẹp sao? Lẽ nào cậu lại không thấy? Thế theo chị thì cầu vồng cong hay thẳng? Tất nhiên là cong rồi. Làm gì có cầu vồng nào thẳng chứ. Đấy, chính chị cũng biết là cầu vồng cong. Nó cong nhưng vẫn đẹp đấy thôi. Cong đâu phải là xấu. Cong có vẻ đẹp riêng của cong mà. Thế nên đừng buồn vì lỡ như có ai đó bảo chị cong nhé. Mỗi người sinh ra có hình dáng riêng của mình. Vẻ ngoài không quan trọng. Quan trọng là vẻ đẹp bên trong tâm hồn thôi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Cá Vàng nhé. Ông Năm. Đúng là rõ chán. Giá cả dạo này lại lên rồi chị ạ. À, đúng đấy chị ạ. À, lúc trước em chẳng ngại gì mua bánh, mua khoai để ăn bữa chiều. Mà giờ em thấy ngại quá, chẳng dám mua nữa. Giá cả mà cứ đội lên thế này, chắc mấy hôm nữa tôi với chị mua mỗi mì tôm về ăn thôi. Đúng đấy chị ạ. À, trời, mấy người này đã suốt ngày than phiền chuyện này chuyện nọ. Không có chuyện gì là họ không dòm ngó, bới ra để nói cả. Lại còn chi tiêu tằn tiện nữa chứ. Có bữa ăn mà cũng không làm cho nó chỉnh chu. Dạo này người dân quanh đây toàn cho những người dân lao động nghèo làm công đến ở trọ. Suốt ngày thấy họ nói toàn mấy chuyện không đâu. Mình chỉ cần khuây khỏa với cây nhà lá vườn như thế này cho thoải mái là được rồi. Hơi đâu mà để ý những chuyện linh tinh. Tháng này mãi mà ông chủ chưa phát lương, thế thì làm sao đây? Tôi thì đang cần tiền để mua cái quạt điện mới. Nè cậu nhìn xem, nhà ông Năm có vẻ khấm khá nhất khu này đấy. Nhìn dàn thiên lý của nhà ông ấy mà xem, đúng là kính cổng cao tường. Chà chà, đúng là dàn hoa sum suê thật. Dùng mà nấu canh sườn thì ngon phải biết, cậu nhỉ? Tự dưng nhắc lại thấy thèm. Ừ, đúng đấy. Thôi mau đi nhanh thôi. Biết đâu hôm nay ông chủ có thể trả công cho chúng ta. Nếu được thế thì hay quá. Đúng là mấy người lắm chuyện. Bác Nông ơi. Ờ, cô Hoa, có việc gì thế? Bác ơi, con cháu hơi cảm. Mà cháu có việc gấp phải đến công ty làm nốt một số việc. Trong xóm lại chẳng còn ai cả. Bác có thể trông con bé giúp cháu một lát được không ạ? Cháu sẽ làm nhanh rồi về thôi ạ. Thật là mấy người này không chỉ lắm chuyện mà còn gây phiền phức cho người khác nữa. Con bé bị ho có một tí mà. Cô Hoa này,
Không phải tôi không muốn giúp cô đâu, nhưng tôi không biết trông trẻ con đâu. Với lại con ốm thì không ai chăm con hơn mẹ đâu. Hay cô cứ mang nó đến chỗ làm, để nó ngồi một chỗ trong khi cô làm việc là được. Dạ vâng. Thật là mình ở trong nhà mà cũng không được yên thân. May mà mình không nhận lời với cô Hoa, không thì lại mất công giờ phải ở nhà trông đứa bé rồi. Đi chợ sớm thế này, nhìn thức ăn tươi ngon quá. Ôi trời đất, bác có sao không? Bác ở trong ngõ kia phải không ạ? Tại sao chợ có đông người đi qua lại mà cậu lại phóng nhanh như thế, làm ngã cả ông kia? Đây là ông lão hàng xóm gần nhà tôi, cậu phải xem thế nào chứ, không thì tôi không để yên cho cậu đâu. Đúng thế. Cháu xin lỗi bác. Bác có sao không ạ? May tôi chỉ bị ngã nhẹ thôi. Cháu thấy bác bị say xước rồi đây này. Cháu xin lỗi bác, là tại cháu. Bác để cháu đưa đến trạm xá nhé. Cậu nói thế mới đúng. Mau đưa bác ấy đi sơ cứu đi. Người già sức khỏe không như cậu đâu, nhiễm trùng dễ sưng hoặc sốt lắm. Vâng. Cảm ơn cô nha. Có gì đâu bác, chúng ta chỉ giúp đỡ nhau những lúc khó khăn thôi mà. Nhà tôi đây rồi, cảm ơn cậu nha. Ấy, cháu ngại quá à. Tại cháu mà bác mới bị thương mà. Cũng một phần tại tôi đi đứng không cẩn thận mà. Thôi bác không sao là tốt rồi. Mà mấy bác bán hàng ở chợ ấy tuy ngày thường hay lắm điều và ồn ào phiền phức, nhưng mà các bác ấy đều là những người tốt, sống rất tình nghĩa bác nhỉ? Ừ, đúng thế. Hàng ngày đi qua nhà mình toàn nói chuyện lung tung, mình khó chịu nên đâm ra ghét họ. Nhưng họ quả là những người tốt bụng, mình ích kỷ quá. Thôi cháu về đây, chào bác nhé. Cậu về nhé. Cô Hoa nè, cháu bé thế nào rồi? Tôi chỉ sợ không trông được cháu, nó khóc thì khổ. Dạ cảm ơn bác đã hỏi thăm. Con cháu đỡ nhiều rồi ạ. Mà cháu vừa nghe nói bác bị xe máy làm ngã phải không ạ? Bác có sao không? Ồ, cảm ơn cô, tôi không sao. Nè cô Hoa, nhà tôi có vàng thiên lý đang rổ bông nhiều lắm. Để tôi hái lấy một ít, cô mang về nấu canh cho cháu bé nha. Cái món này ăn mát và bổ lắm. Ôi, thật ạ, cháu cảm ơn bác. Yêu thương gắn kết yêu thương. Chúc anh yêu một ngày tốt lành. Cô Bin ơi, mình đi trung tâm giải trí nhé. Còn thích chơi gì nào? Chơi xe đua mẹ nhé. Được rồi, còn thích gì mẹ cũng chiều hết. Cô ơi, cháu thích khu búp bê. Vi à, ngày mai cháu học piano phải không? Mai mà cháu không trả bài tốt thì ba cháu sẽ buồn lắm đấy. Mẹ ơi, cho chị Vi đi cùng đi mẹ. Con thích chị Vi. Ngốc lắm, chẳng biết gì cả. Cháu tập trung vào, tập đàn xong thì lên làm bài tập toán, nhớ chưa? Dạ. Buồn thật đấy, ước gì có mẹ ở đây, mẹ sẽ buộc tóc để mặc váy đẹp cho mình và cho mình đi siêu thị nữa. Vi ơi. Con đây ạ. Bà quên tập tài liệu nên về lấy. Cô Thùy đâu? Cô Thùy cho em Bin đi chơi rồi ạ. Thế sao con không đi? Con cũng muốn đi, nhưng cô Thùy bảo con ở nhà tập đàn. Cô Thùy lo cho con nên mới nói thế đấy. Con tập thật chăm chỉ nhé. Ba đi đã không muộn.
Hai chị em chơi xong phải rửa tay đi nhé. Vi toàn dạy em mấy trò nghịch bẩn thôi. Kệ nó, trẻ con nghịch đất cát cho khỏe người. Đố chị Vi lấy lại được cặp tóc. Thôi chết rồi chị Vi ơi. Sao thế Bình? Em làm suốt xe mẹ rồi. Thôi xong rồi, ai bảo em cứ nghịch ngợm cơ. Làm thế nào đây? Ai, mẹ sẽ đánh em mất. Làm sao bây giờ? Em sợ lắm. Bin, Vi đâu rồi? Đứa nào nghịch son của mẹ? Nói mau. Dạ. Có chuyện gì thế em? Sao lớn tiếng thế? Em vừa mới mua thỏi này được 2 ngày, chưa dùng tí nào. Tại sao nó lại thành ra thế này chứ? Được rồi, anh sẽ mua đền em thỏi khác được chưa? Bin ra đây. Con là con trai, chắc chắn nghịch son của mẹ làm gì rồi, có phải không? Con Vi, cháu nghịch son của cô có đúng không? Em thôi đi, em làm con bé sợ đấy. Sao em phải thôi? Mẹ kế không là gì cả, có phải không? Con cái hư phải dạy chứ. Ba với cô đừng cãi nhau nữa. Là con đã làm mà. Anh nghe thấy chưa? Em nói có sai đâu. Cháu sẽ bị phạt, không được ra khỏi phòng cho đến khi cô cho phép. Cháu xin lỗi cô. Mẹ ơi, mẹ cầm lấy một cây son khác này. Không phải việc của con. Mẹ ơi, lúc sáng con nhỡ tay làm xước xe mẹ, sợ mẹ mắng nên con lấy son của mẹ tô lên vết xước. Sao lúc nãy con không nói? Để mẹ mắng oan chị rồi. Bin ơi là Bin. Hôm nay cô Thùy giận con lắm, có phải không ba? Lần sau con đừng nghịch đồ của cô nhé. Như vậy là không ngoan. Cô Thùy rất thương con, chỉ là cô hơi nghiêm khắc thôi. Con hãy hiểu cho cô nhé. Em vào có được không? Cô ơi, cháu xin lỗi cô. Lần sau cháu không như thế nữa ạ. Vi à, cô xin lỗi, là cô đã trách lầm con rồi. Cô Bin đã nói hết cho cô biết rồi. Là sao? Em nói gì thế? Có chuyện gì hả Vi? Dạ, em Bin làm xước xe của cô nên đã lấy son để bôi lên chỗ xước. Con sợ em bị đòn cho nên... Vi ngoan, Vi thương em Bin thế mà cô, thật là cô xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ cũng đừng giận con nữa nhé. Với chị Vi sẽ ngoan mà. Ý chồng hay ý vợ? Em ơi, em. Anh đi làm về rồi à? Ừ. Ngồi xuống đây anh nói nghe nè. Anh vừa lĩnh lương, đợt này hoàn thành công việc xuất sắc nên còn được thưởng nữa đấy. Thật hả anh? Anh tính lần này chúng ta dành dụm được một khoản nên mua một thứ gì đó hữu ích cho gia đình. Dạ, em cũng đang tính vậy. Anh nghĩ chúng ta nên mua một chiếc tivi. Anh không muốn sang nhà hàng xóm xem nhờ nữa đâu. Với lại cũng sắp đến mùa bóng rồi, có một chiếc tivi ở nhà thì thật tuyệt. Em lại nghĩ chúng ta nên mua một chiếc tủ lạnh, thức ăn thừa cho vào, tiết kiệm được khối ra đấy. Mà đến mùa hè nắng nóng rồi, có những ly nước mát uống cũng thích mà. Chúng ta chỉ có đủ tiền để mua một thứ thôi. Và anh nghĩ là cái tivi cần thiết hơn, đi làm về mệt mỏi, còn có cái mà giải trí chứ. Em thì em vẫn muốn mua cái tủ lạnh, bao nhiêu là cái lợi. Còn cái tivi, anh đi xem nhờ suốt cũng có sao đâu. Em thì biết cái gì, mỗi lần đi xem nhờ khó chịu chết đi được. Mà có phải lúc nào nhà người ta cũng thoải mái đâu. Em thì thấy cái tivi chẳng giải quyết được gì hết. Chỉ tổ anh ôm lấy nó mà xem bóng đá suốt ngày thôi. Còn vợ anh khổ như thế nào thì anh đâu có biết. Vậy em thử nghĩ xem, em có nghĩ cho anh không? Anh... Thôi, tiền đây, em thích mua gì thì mua đi, tùy.
Nếu nhà mình có một chiếc tủ lạnh thì mình sẽ mua một lọ hoa này để đặt lên trên. Kể ra thì cô ấy nói cũng đúng. Cô ấy cũng phải làm việc cả ngày vất vả, về nhà lại còn phải nội trợ. Có một chiếc tủ lạnh cũng thật có ích. Vả lại, mình cũng rất thích uống những ly nước mát lạnh vào ngày hè nóng nực. Chắc là cô ấy cũng nghĩ đến mình trước khi đưa ra quyết định đó. Cho tôi mua lọ hoa này. Ồ, dạ. Mình ơi. Ơ, chiếc tivi. Thế này là thế nào? Anh, em nghĩ lại rồi. Chúng ta nên mua tivi trước. Cả ngày anh làm việc vất vả, anh xứng đáng có những giây phút thư giãn khi về nhà. Đi xem nhờ mãi cũng bất tiện lắm. Với lại, em cũng thích xem phim tình cảm mà. Anh chắc nghĩ như vậy nên mới nhất quyết đòi mua tivi đúng không? Vậy mà em chẳng hiểu ý anh. Anh... Ừ? Anh mua cái gì vậy? Anh mua một lọ hoa để dành tặng em. Khi nào có tủ lạnh, chúng ta sẽ đặt lên đó. Chắc chắn nó sẽ rất đẹp. Cảm ơn anh. Em đã rất nghĩ cho anh, vậy mà anh lại còn làm em buồn nữa. Anh xin lỗi. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, sẽ sớm có một chiếc tủ lạnh để đặt lọ hoa này lên thôi. Dạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!